Hello anh em, hôm nay thì mình đang rất là háo hức để muốn chia sẻ cho anh em một cái món đồ công nghệ mà mình nghĩ rằng là ai cũng muốn sở hữu nó. Và đặc biệt ấy là những anh em mà thường xuyên đi chụp ảnh ấy thì sẽ rất là muốn sở hữu món đồ này. Và đó chính là, và đây là cái chiếc máy in ảnh đến từ Canon. Và đây sẽ là một sản phẩm mà mình muốn chia sẻ với anh em trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là cái chiếc máy in ảnh này nó có những gì đặc biệt nhé. Và ở trên bàn của mình đây thì đang có hai cái hộp. Một cái hộp bên tay trái của mình ấy, cái hộp to này sẽ là cái hộp sản phẩm của chúng ta này. Và đây thì sẽ là một cái hộp phụ kiện, nhưng mà hộp phụ kiện này thì anh em sẽ phải mua thêm cho mình. Đâu đó giá nó rơi vào khoảng từ 5 cho đến 600 nghìn gì đó. Và với cái hộp, mình sẽ quay đến cái hộp lớn trước đi. Thì với cái hộp sản phẩm này thì với một cái chiếc máy in ảnh thông thường ấy, thì mình nghĩ rằng đây nó không phải là một cái kích thước hộp nó quá là to. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra bên trong có những cái gì nhá. Đó. Thực ra thì cái hộp này bọn mình đã mở rồi và mình chỉ mở lại để diễn cho anh em xem một chút thôi. Và đầu tiên ở phía bên trong thì nó sẽ có một cái khay đựng giấy. Và ở đây thì bọn mình cũng đã có giấy ở bên trong rồi. Đó. Thứ hai đó là một cái quyển sách hướng dẫn. Và mình khuyên anh em là nên đọc qua sách hướng dẫn này để chúng ta có thể là tìm hiểu trước để không bị bỡ ngỡ về cái vấn đề đó. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là một cái cục dây nguồn này. Đây, dây nguồn của Canon và những cái thiết bị để chúng ta có thể là kết nối với nguồn điện. Và không thể thiếu đó chính là chiếc Canon Selfie CP1300. Và mình sẽ để sang bên đây để xem nó còn gì ở bên trong hộp bên này không. Và sang cái hộp phụ kiện nhỏ này thì bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem ở bên trong hộp phụ kiện nó có những cái gì nhá. Ở phía bên trong đây thì chúng ta sẽ có những cái tập giấy in ảnh dành cho cái chiếc Canon này này. Đó. Và còn đó là những cái cục mực như thế này. Thì khi mà chúng ta mua một cái bộ phụ kiện chuẩn như thế này thì ở trong hộp nó sẽ có 6 cái pack giấy như thế này. Và mỗi cái pack này thì nó sẽ có 18 tờ. Kèm theo đó là 3 cái cục mực. Ở đây thì mình đã dùng một cục rồi. Đó. Thì nhiều anh em sẽ thắc mắc rằng là cái cục mực này thì sẽ in được khoảng bao nhiêu tờ giấy. Thì theo như mình tìm hiểu được ấy, một cục mực này chúng ta sẽ in khoảng 32 tờ. Tức là các bạn sẽ dùng hết được 2 cái pack này. Còn về phần giấy ấy, thì các bạn cũng có thể là dùng những cái giấy in ảnh khác. Thế nhưng mà chúng ta bắt buộc là phải cùng size với cái giấy này. Bởi vì là cái khay in ảnh của nó chỉ có kích thước như này mà thôi. Đó, đó là về phần phụ kiện của chúng ta. Còn đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Canon Selfie CP1300. Thì như anh em vừa thấy rằng là cái kích thước của nó hoàn toàn rất là nhỏ. Và theo như mình ước tính thì nó chỉ to bằng một cái túi đeo chéo mini mà mình hay đeo thôi. Anh em hoàn toàn có thể là cho vào một cái ba lô để có thể là mang đi rất là nhiều nơi. Và đấy, thì mình thấy rằng là cái chất liệu nhựa ở đây ấy, nó là một cái chất liệu nhựa nó không hề rẻ tiền một chút nào cả. Bởi vì đây là một cái sản phẩm rất là tốt đến từ Canon. Và một cái điểm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em ở đây, đó chính là cái chiếc màn hình này. Thì đây là một cái chiếc màn hình, nó sẽ hiện tất cả những cái chức năng cũng như là những cái công dụng của chiếc máy này ở trên đây. Và một cái điểm mình rất là thích nữa ấy, đó là cái màn hình này ấy, nó có thể gập ra này, gập vào. Đây là một cái điểm rất là tiện lợi cho anh em. Và phía dưới của cái màn hình này thì chúng ta sẽ có ở đây, đó là một cái bộ phím cơ để chúng ta có thể là tùy chọn những cái chức năng. Một cái điểm mình hơi tiếc ở đây rằng là nó không phải là màn hình cảm ứng. Thế nhưng mà cái bộ phím này thì nó dùng vẫn rất là tốt và dùng thì vẫn rất là dễ sử dụng với anh em. Và cái cục mực nãy mình nói với anh em ấy, thì nó sẽ lắp ở phía bên tay phải của cái chiếc máy này. Nó sẽ có một cái phần open ở đây và anh em chỉ cần là mở nó ra. Đó. Và nó sẽ có một cái lưỡi đây cho anh em có thể là ấn lên này. Đây, cục mực nó sẽ ra như thế này. Còn về phần cổng kết nối thì ở phía bên tay trái của cái chiếc Canon Selfie này ấy, thì nó sẽ có cho anh em. Đầu tiên đó là một cái cổng USB này để các bạn có thể là kết nối cái chiếc USB vào và đọc thẻ ở đây. Tiếp theo đó thì sẽ là một cái cổng để kết nối giữa cái máy in này với cả máy tính. Và cái chiếc máy in này thì nó hoàn toàn phù hợp cho cả Windows và Mac nên các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề kết nối nhé. Còn ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn là 24V ở đây. Và khi mà mở cái cổng trước này ra thì chúng ta sẽ có cho mình đó là một cái cổng SD ở đây. Để mà khi mà anh em chụp ảnh mà anh em muốn in ảnh luôn ấy, thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái ổ SD vào đây. Và có một cái lưu ý nữa mình muốn lưu ý cho anh em, đó rằng là với cái chiếc máy in này ấy, anh em hoàn toàn không cần phải dùng điện nếu như mà chúng ta có một cục pin rồi. Ở đằng sau đây thì nó có một cái phần đó là battery release. Và mình sẽ mở nó ra cho anh em xem nhé. Đây, cái phần này thì mình ở đây thì mình không có pin ở đây. Thế nhưng mà anh em hoàn toàn có thể là mua cho mình một cục pin rồi. Đâu đó thì giá đã rơi vào khoảng tầm 900k gì đó. Để chúng ta có thể là hoạt động độc lập khi mà chúng ta mang chiếc máy ra bên ngoài. Đó, đây là một cái điểm mà rất là hay ở trên cái chiếc Canon Selfie này. Và bây giờ thì mình sẽ thử lắp cái khay giấy vào và in thử cho anh em xem nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em là lắp cái khay giấy này vào và chúng ta sẽ thử hoạt động nhé. Anh em sẽ mở nó ra này. Đó,
và chúng ta sẽ cho giấy vào cái khay này giúp mình. Và một cái lưu ý cho anh em ở đây rằng là khi mà cho giấy vào khay ấy, thì anh em hạn chế cái việc là chạm cái vân tay của chúng ta lên bề mặt giấy nhá, để nó không bị lưu cái vân tay ở đây. Và anh em sẽ cầm cái khay giấy này vào thẳng lên này. Ok, thì đầu tiên khi mà chúng ta khởi động máy này thì nó sẽ có cho anh em 6 cái tùy chọn ở đây. Đầu tiên là chọn và in, thứ hai đó là các tùy chọn in khác, tức là những cái concept ảnh khác nhau đấy. Thứ ba là in ngẫu nhiên này, cái phần này thì sẽ là phần thiết lập wifi và phần in ảnh thẻ. Ở đây thì những cái tính năng từ 1 này, 2, 3 và 4 thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thẻ nhớ của chúng ta hoặc là cổng USB gì đó. Còn nếu như mà anh em muốn in qua Wi-Fi, tức là in bằng điện thoại ấy, thì chúng ta đầu tiên là sẽ phải vào xem cái mật khẩu Wi-Fi của cái chiếc selfie này trước. Đó, anh em ấn vào đây này. Và chúng ta sẽ chọn vào phần là thiết lập kết nối nhé. Các bạn sẽ ấn OK này. Ở đây thì đã có tên máy in là Canon Selfie CP1003. Thì đây nó sẽ là cái tên Wi-Fi mà chúng ta sẽ phải kết nối vào điện thoại nhé. Đó, anh em ấn vào này. Và khi mà chúng ta đến cái bước này ấy, thì chúng ta sẽ chọn vào phần là kết nối trực tiếp ở đây. Đó, thì anh em sẽ có một cái phần đó là thiết lập mật mã. Thì ở đây chúng ta sẽ bật lên này. Và cái mật mã chính ở đây đó chính là cái mật khẩu Wi-Fi mà em cần vào. Và chúng ta hoàn toàn có thể đổi được. Bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem ở trên phần điện thoại của mình nhé. Đó, thì đây nó đang có một cái tên ID đó là CP1003 và kèm theo đó là cái mã máy của mình. Ở bên dưới thì nó sẽ là cái mật khẩu này. Đó, và ở trên phần điện thoại của mình đây thì đang có cái wifi này rồi. Đó, CP1003 này. Rồi, và mình sẽ nhập cái mật khẩu mình vừa mới kết nối được nhá. Đó, là nó đã xác định kết nối rồi. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tiến hành đến cái phần in ảnh ở đây. Đầu tiên là với những cái thiết bị iPhone thì chúng ta hoàn toàn có thể là in trực tiếp ở trên ảnh. Còn với những thiết bị mà anh em dùng Android ấy, thì chúng ta sẽ phải tải một cái app có tên là Mopira nhá. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ tải cái app này, mình đã tải cái app này về rồi và mình sẽ chọn in một cái ảnh ở đây. Ok, ở đây thì khi mà anh em đã chọn được một cái ảnh rồi nhá, thì chúng ta sẽ ấn vào phần chia sẻ ở đây này. Đó, và anh em sẽ kéo đến cái app mà mình vừa mới tải về nhá. Đấy, ở đây chúng ta có thể là chọn khổ giấy cũng như là bản sao nhá. Về phần khổ giấy thì các bạn hoàn toàn có thể chọn là rất là nhiều những cái ổ giấy khác. Thế nhưng mà mình sẽ chọn là cái Hagaki này, đây là những cái phổ thông nhất. Và bây giờ thì mình sẽ in thử cho anh em xem nhá. Đó, thì ở trên cái phần in của mình thì nó sẽ hiện cái phần in này, đó. Đó, và cái máy của mình thì nó sẽ báo là đang bận, tức là máy đang in ảnh ra rồi. Và cái thời gian mà anh em để có thể là in ra một chiếc ảnh ấy thì nó sẽ là 47 giây. Đó, nó cũng rất là nhanh thôi. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã in được 3 cái màu xong ấy thì hoàn hầu như là những cái màu của chúng ta nó đã hoàn thiện rồi. Và nó sẽ có một cái lớp in phủ lên nữa để là tránh cái việc là bị bám vân tay vào. Đó, và đó, sau những cái bước cơ bản mà mình mới chia sẻ cho anh em thì mình đang có ở đây một cái bức ảnh. Và anh em có thể là tự đánh giá giúp mình, bởi vì là cái màu sắc như mình thấy ở đây ấy, nó đang là rất chuẩn và rất giống so với cái màu ở trên điện thoại của mình. Và cuối cùng ấy, thì cái chiếc máy này nó sẽ là một cái chiếc máy mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những ai mà thường xuyên có cái việc là đam mê chụp ảnh này, hay là phù hợp với gia đình này. Ví dụ mà anh em qua ngày Tết vừa rồi thì chúng ta sẽ có rất nhiều bức ảnh không nào. Và chúng ta sẽ có thể là in một chiếc ảnh bằng cái chiếc máy Canon Selfie CP1003 này. Và với mình thì với một chất lượng ảnh như thế này thì với cái mức giá mình bỏ ra, mình nghĩ rằng là nó rất là xứng đáng. Ok, và cuối cùng thì nếu như anh thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.